Ủy ban Nhân dân Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 3 tổ chức họp mặt thầy cô giáo là cán bộ quản lý đã nghỉ hưu từ năm 1975 đến nay, thầy cô giáo cán bộ quản lý đương chức đạt thành tích cao trong năm học 2021-2022. Thiết thực chào mừng ngày Tết thầy cô, ngành giáo dục và đào tạo quận 3 đã tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi bậc mầm non, giáo viên chủ nhiệm giỏi bậc tiểu học và giáo viên giỏi ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy bậc trung học cơ sở năm học 2023-2024, triển khai rộng rãi từ cấp trường đến cấp quận, tạo được bầu không khí thi đua sôi nổi trong toàn ngành. Tại buổi họp mặt, lãnh đạo ngành giáo dục đào tạo, lãnh đạo địa phương đã gửi lời chúc mừng đến tập thể cán bộ, công nhân, viên chức ngành giáo dục quận, biểu dương những cống hiến của các thầy cô, đánh giá cao những kết quả đạt được và tin tưởng các thầy cô sẽ phát huy tốt hơn nữa trong thời gian tới. Dịp này, quận 3 có 71 cá nhân được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục, nhiều đơn vị và cá nhân nhận cờ thi đua bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố, cùng với nhiều giải thưởng cao quý như giải thưởng Võ Trường Toản, Dân Vận Khéo.